Rồi, Nhật Nam xin chào bạn nhé. Thì đây là hôm nay mình có một cái thùng điện thoại. Cái thùng này thì thực chất hôm trước trước Tết ấy, mình đưa ra ngoài cửa hàng của mình ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đấy, để mà bán trong dịp Tết. Thì hôm đấy mình đưa ra 2 thùng, nhưng mà bán khách trực tiếp thì nó không rộng và không đa dạng như là bán online, nên chỉ bán được 1 thùng, và còn lại 1 thùng hôm nay mình lại mang về đây tiếp tục mình review cập nhật xem là có những cái sản phẩm nào để bán cho mọi người nhá, để cho những bạn ở xa có thể ủng hộ mình bằng cách là mua online. Thì hình thức mua bán online của shop Nhật Nam là các bạn sẽ phải đặt cọc trước 100, 200, 300 cho đến tới 500 tùy theo giá trị của máy nhé, qua một trong hai hình thức: đặt cọc bằng thẻ cào hoặc là chuyển khoản để đặt cọc. Và bên mình ship code đồng kiểm trên toàn quốc, khi hàng đến các bạn được kiểm tra hàng nên là các bạn yên tâm. Và Nhật Nam cam kết luôn luôn là mang đến cho bạn cái chất lượng này cũng như là chữ tín đặt lên hàng đầu, nên là mọi người cứ mái văn thoại mua hàng ở bên shop Nhật Nam nhé. Rồi, không để bạn chờ lâu, mình khui luôn. Hôm nay đầu xuân năm mới mình sử dụng ỷ thiên kiếm để khui hàng cho nó nhẹ nhàng. Đấy. Do là chỉ có gói và mang từ ngoài cửa hàng về nên là mình cũng đóng rất là sơ sài bình thường thôi. Tại vì thực ra thì cửa hàng với nhà của mình nó cũng không cách xa nhau nhiều, nửa cây số thôi bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ xếp vào đây. Và đây này, đặc biệt là có mấy con hàng tồn kho ở ngoài đó trưng bày đến nỗi mà nó bạc hết cả hộp này. Tí nữa mình sẽ bán rẻ cho bạn, có thể chỉ vài trăm nghìn thôi nhé, rất là rẻ luôn. Đấy, bao nhiêu thì tí mình phải xem qua đã. Rồi, chúng ta xếp hết ra đi, rồi chúng ta review luôn một thể cho nó nhanh, đỡ mất thời gian của bạn nhé. Mọi người xem thì ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh, nhấn chuông, bật thông báo các bạn nhé. Đây, thấy cũng khá là nhiều hàng nhé bạn. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra cái mớ này. Nhưng mà đầu tiên thì mình thấy có một con máy khá là chất, đó là con S20 Ultra. Con này thấy có cả hộp đây mà không biết có đồ gì không nhé. Nó không có một cái gì ngoài cái bộ sạc, cái cốc này cũng không phải của nó, bộ sạc này cũng không phải của nó, thôi hộp này coi như bỏ, tính mỗi máy thôi, tính máy đi cho dễ dễ chơi đấy. Và thấy hơi bẩn bẩn, mình chùi đi tí nhá, mình chùi đi tí cho mọi người yên tâm. Đấy, cái này là dạng không làm hàng nên hơi bẩn. Và máy này thì thực tế là mình thấy vỏ xấu, thế là mình thấy vỏ xấu vì có bị nhiều cái vết chấm ở sườn đấy bạn ha. Nhưng mà màn hình thì màn hình cong không chảy xước. Và con S20 Ultra này thì khá là chất, với cái camera có thể zoom lên 100 lần, rất là nổi tiếng và cấu hình khá là cao. Được trang bị chip Exynos 990 8 nhân. Và đây, con máy này mình cứ cho là ngoại hình không được đẹp, khoảng tầm 98,5 thôi, lý do là bị mấy chấm đây này, các bạn thấy những chấm chấm nhẹ nhẹ trắng trắng trên sườn đây này, vài chấm thôi nhá, cũng không đáng kể lắm đâu. Tuy nhiên mình đặc biệt giảm giá, con máy này chỉ có bán là với giá là 14 triệu thôi, 14 triệu thôi các bạn nhá. S20 Ultra chính hãng nha các bạn, rất chất. Và lưng sau hơi bẩn, tí nữa mình vệ sinh sau. Rồi, có hộp nhưng không có phụ kiện gì đâu, có hộp sạc, có bộ sạc không đúng của nó đâu nên bỏ đi. Rồi, tiếp theo là mình có con Mi 9 Tero. Mi 9 Tero này là một sản phẩm chuyên game. Con này nguyên hộp hàng có thể nói là khá là keng, gần như là máy mới. Đấy, con nào xấu thì mình sẽ đánh giá nó 98-99%, còn con nào keng tức là nó gần như mới bạn nhé. Nguyên hộp đầy đủ phụ kiện zin như là bộ sạc zin và hộp zin thôi, chứ thực ra thì phụ kiện con này nó cũng chỉ có sách hướng dẫn ở đây nữa thôi, không có thêm gì nữa nhé. À, và một cái ốp nữa bạn, ốp chính hãng kèm theo, chứ ốp này không phải ngoài thị trường. Con máy này thì được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 855 8 nhân, rất đỉnh. Con chip này là con chip chuyên game. Máy có ngoại hình nhỏ gọn nhưng mà
cấu hình rất là khủng long, rất là đặc biệt và máy cầm rất là chắc các bạn nhé. Đấy, chuẩn rất đẹp luôn. Và một con máy nguyên hộp như mới Mi 9T Pro có giá bán ngày hôm nay cứ nhẹ nhàng như là em đủ xe hàng, chỉ có là 6.700.000 thôi. Đấy, cực kỳ là hấp dẫn. Rồi, có một con Realme 7 Pro full hộp luôn. Con này cũng thế, con này là một con hàng chuyên game mà hôm nay mình cũng chỉ bán với giá 6.700.000 thôi. Như mới, nguyên hộp này. Con này được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 720G chuyên game, RAM 8, bộ nhớ 128 và máy thì có thể nói hộp như thế này thì bạn biết là một con máy siêu lướt, khi mà vẫn còn đủ bộ sạc zin 65W còn kèm theo đây. Một chế độ sạc có thể nói rất là chất. Đây. Và máy thì rất là mới, còn bảo hành đến tháng 11 năm nay các bạn nhé. 11/2021, tức là đến khoảng gần cuối năm đấy. Realme 7 Pro, một siêu phẩm của hãng Realme. Giá bán 6.700.000 luôn, đồng giá với lại cái con Mi 9T Pro đi. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ có sản phẩm A71 màu xanh. A71 màu xanh này thì có giá bán là 6.200.000 các bạn nhé, 6.200.000. Rất là chất, màu xanh, tươi xanh như nồi canh. Và đây là sản phẩm chính hãng, RAM 8, bộ nhớ 128GB, có màn hình hiển thị 6:7, pin lên đến 4.500, rất là trâu. Chuẩn chỉ luôn, hàng chính hãng. iPhone 7 Plus 32GB, máy màu hồng zin, tình trạng đã thay pin. Biết đã thay chưa nữa, thay rồi, pin 100, thấy ghi 100 rồi thay rồi. Máy màu hồng bạn nhé. Con này có giá bán là 5.500.000, máy rất là kèm. Giá hấp dẫn đấy, chứ bữa nay 7 lớp hơi khó tìm, hơi hiếm có khó tìm. Và đây tiếp tục có một con Samsung Galaxy A31. Con này đẹp hết, nhưng mà mặt kính có vài vết xước lông mèo nhẹ, không đáng kể. Vết xước lông mèo này chúng ta có thể khắc phục bằng cách là dán cường lực là sẽ không thấy gì nữa nhá. Lông mèo tức là nó phớt rất là nhẹ. Và hầu như máy nào nếu không dán xài nó cũng sẽ có lông mèo ha. Và giá bán của con này, lý do là có tí lông mèo, mình bán 4.200.000. Ok chưa? Đấy, A31 này thì là sản phẩm pin trâu, pin tới 5.000. RAM 6, bộ nhớ 128GB, màn hình giọt nước 6:4. Rất chất, chính hãng dùng 2 SIM. Rồi tiếp theo là chúng ta có một con S20 cộng, hay còn gọi là S20 Plus. Sản phẩm này thậm chí còn được bảo hành đến tháng 6. Giá bán là 11.300.000. Con này thì chất rồi, không cần giới thiệu nhiều nhé. Sản phẩm này camera ngon, cấu hình khỏe, màn hình hiển thị độ phân giải cao, nói chung là chuẩn chỉ. Đã dòng S mà S cao như thế này thì khá là ok rồi. Giá 11.300.000, S20 Plus. Rồi tiếp theo đây thì mình có một con iPhone 7 nhỏ, để hơi bẩn tí, chưa vệ sinh. Nhưng không sao, điều đó chúng ta sẽ chỉ cần 500 đồng cồn là chúng ta sẽ lau sạch bóng từ trên xuống dưới nhá. Tiện thể giống như kiểu sát khuẩn để chống Covid luôn. Đấy. Thì cái này là phiên bản 128GB màu gold, tình trạng bao pin. Đối với những dòng sản phẩm này bán phải bao pin, không bao pin không ai dám mua nha. Và sẽ có giá bán, đây là bản 128GB, sẽ có giá bán là 4.400.000 nha bạn. iPhone 7 này zin và sẽ có hiển thị màn hình là 4:7 thôi. RAM 2GB các bạn nhé, trông khá là ok. Và đây tiếp theo đây chúng ta có 11 Pro Max, tình trạng pin còn tới 95%, máy khá là keng, một con máy như là máy mới luôn. Khá keng nhá. Thì Pro Max sẽ có 3 camera sau, hiển thị màn hình khá là lớn với 6:5. Cũng như là con này rất là chất rồi, không cần phải nói nhiều. Hầu như là iPhone thì bạn biết chỉ nói đời thôi chứ không cần phải nói đến RAM đâu. Con này 64GB và có giá tròn chỉnh là 20.000.000 nha, 20.000.000. Rồi tiếp theo đây là màu xanh rêu giá mắc hơn. Màu xanh rêu này của chúng ta sẽ có giá 20.300.000. Dĩ nhiên rồi, nó là 11 Pro Max nhé, màn hình 6:5. Màu xanh rêu này pin còn 97 và rất mới, có thể nói là leng keng như xà beng. Màu xanh rêu rất là đẹp và một màu rất là hot. Mình review xong mình phải bỏ vào bịch vì sợ chảy đấy. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ có 11 Pro. 11 Pro thì nó sẽ có size màn hình nhỏ hơn Pro Max, tuy nhiên vẫn 3K và cấu hình bên trong cũng khủng long như Pro Max các bạn nhé. Nhưng
nó sẽ có hiển thị màn hình là 5 in 8 thôi nha các bạn, 5 in 8 thôi. Con này nhỏ gọn nhưng mà nhỏ nhưng có võ đấy. Đấy, đó chính là cái câu nói mà chuẩn với con máy 11 Pro đây. Đấy, bản 256GB và hôm nay có giá bán là 18 triệu các bạn nhé, 18 triệu. Con này mã Nhật nha, lưu ý con này mã Nhật. Còn Pro Max của mình vừa giới thiệu đây là mã Mỹ. Đấy, Pro này là mã Nhật. Tiếp theo đây chúng ta có một con Pro Max luôn. Con này màu trắng, lưng trắng đục, chống chảy khá là chất. Máy cũng khá là keng, tuy nhiên pin thì không được lý tưởng cho lắm, 89. Nhưng mà vẫn có giá là 20.300.000. Pin rất trâu các bạn nhé, yên tâm đi. Và đây cũng là bản 64GB máy mã Mỹ, ngoại hình đẹp keng như mới. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ có con Realme C15. Con này pin trâu, bảo hành lâu. Một con máy có thể nói siêu lướt. Màu xám lông chuột. Đấy, màu này hơi sáng sáng ha. Thì sản phẩm này cụ thể là bảo hành đến ngày 9 tháng 12 2021 đây. Chính hãng Realme là C15. Con này pin tới 6.000 rất chất nhá. Và RAM 4GB, nói chung khá là khỏe. Màn hình giọt nước vào khoảng 6.5 inch. Một con máy khá trâu, khá chất. Dùng 2 sim chính hãng, bảo hành lâu. Giá bán chỉ có là 3 triệu thôi bạn nhé, 3 triệu tiết kiệm hơn mua mới. Tiếp theo là chúng ta có một con sản phẩm khá là đặc biệt, đó là Samsung Galaxy Note 9 màu xanh, phiên bản RAM 6, bộ nhớ 128GB. Note 9 này thì cũng là một sản phẩm chưa bao giờ hết hot đâu, bởi vì ra hơi lâu rồi, nhưng bây giờ càng ngày càng hiếm tìm được những con máy zin mà keng như thế này. Có thể nói ngoại hình rất là keng, màu xanh, tươi xanh như nổi canh luôn, cực kỳ keng, chuẩn chỉ bao zin bản sản xuất. Và đây là bản chính hãng, dùng được 2 sim, ngon lành. Bản chính hãng nhé, bản VN nhé, chứ không phải là hàng sách tay. Vì shop Nhật Nam cam kết không bán hàng chạy hệ điều hành Android sách tay. Đấy, khá chất. Samsung Galaxy Note 9. Và chắc hẳn bạn quan tâm về giá. Giá của nó ngày hôm nay là 7.900.000. Rất đắt, nhưng tiền nào thì của đó. Đắt thì sẽ sắt ra miếng các bạn nhé. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái sản phẩm Samsung Galaxy A51 khá là chất và màu cũng khá là hiếm, đó là màu cam. Màu cam hay còn tạm gọi là màu hường nam tính các bạn nhé. Rất là phong cách, rất là thần thái luôn. Đấy, thần thái, thần Việt gì không quan trọng. Quan trọng ở đây màu hot, máy chất, máy keng, còn bảo hành lâu. Và là bản chính hãng, RAM 6, bộ nhớ 128GB, màn hình nốt ruồi 6.5 inch, khá chất. Giá bán là 4.800.000. Và tất cả sản phẩm Nhật Nam bán ra từ iPhone cho đến những dòng Android đều được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng đầu nếu có lỗi của nhà sản xuất. Và đây, đây sẽ là giây phút quan trọng, chúng ta sẽ thanh lý một con máy, có thể nói là để mình xem thông số của nó một tí đi. Đây là hãng Wiko của Pháp. Cái này là mình đã bán vào cái khoảng cái năm 2019 mà để bán ế đến giờ chưa bán được. Hồi đấy cũng đắt lắm, mấy triệu. Lúc nhập mấy triệu, nhưng bây giờ thì tồn kho thanh lý lại mấy trăm. Để xem mấy trăm hay là bao nhiêu triệu thì để xem cấu hình. À, đây là một con Wiko gì đây? Wiko View 2 Go. View 2 Go, một số bạn trước đây dùng rồi hoặc là có thể tìm hiểu Google chắc biết. Và để coi có những cái thông số gì nữa đây, con này chạy chip 4 nhân, màn hình là 5 in 93, tức là gần 6 inch, độ phân giải HD cộng, sản xuất 2018 các bạn ạ, sản xuất 2018 nhé, có đát sản xuất trên hộp đây luôn, hộp trùng email luôn nha các bạn. Tức là hàng này hồi đó nhập về mà bán bị tồn kho thanh lý đây. Để xem đâu có ghi đây, camera sau 12 MP, camera trước 5 MP, hệ điều hành Android 8.1 bạn nhé. Nói chung cũng khá là ổn đấy, Android thì chạy thì vui rồi. Quan trọng là RAM biết bao nhiêu đây nữa. Đây, giá ngày xưa 2.390.000. Ôi dồi ôi, thật là vãi vật. Thời gian thì các bạn vào Google xem hộ mình đi, không tìm thấy ở trên hộp nhá. Và sản phẩm này hôm nay mình thanh lý ra cho các bạn là 890.000 bạn nhá.
mình nghĩ là ổn định đấy. Còn nguyên cả hộp đây, nguyên đai nguyên kiện, chưa cả xé garanti. Đây, và giá bán ngày xưa niêm yết này 2390 này, hôm nay bán 890.000. Còn cả ốp dẻo luôn. Ôi trịnh trọng phết ấy. Tai nghe này, cáp sạc chưa bóc ra khỏi hồ khỏi bịch nhá. Đấy, một máy 890.000. Đây, bỏ vào nguyên như thế này bán cho các bạn. Các bạn nhá. Guico của Pháp luôn. Rồi tiếp theo là có con B32. Con này của cái gì đây? Con này của Itel, một cái hãng có thể nói là chưa kịp nổi đã chìm. Nó có thâm nhập vào thị trường Việt Nam một thời gian. Xong rồi chắc là không được các bạn yêu mến lắm, nhưng mà những sản phẩm này mình mua về để xem ca nhạc các cái hay là coi YouTube các kiểu thì ok nhé. Một con máy mới chưa lột garanti màn hình và giá niêm yết trước đó là 1950, nhưng hôm nay chỉ bán cho bạn với cái giá là 790.000 thôi. Đấy, và mình xem có sạc có siếc gì không nhá. Đảm bảo là chạy hệ điều hành Android thì các bạn về có thể nói là xài YouTube rồi vào Facebook, Zalo các kiểu thoải mái nhé. Và mình xem thông số con này trên hộp xem có gì không. Đây là có bộ sạc rồi tai nghe đầy đủ nha. Hàng chuẩn là tồn kho lâu đời thanh lý. Từ 2018 thôi, cũng không lâu đời lắm đâu. Ủa, nhìn thông số con này cũng kinh. Pin châu, pin 4000. ROM 8GB. 8GB thôi, máy này 8GB. Nhưng mà xài máy an thoại và một con máy mới nguyên đai nguyên kiện, độc bộ phụ kiện không, các bạn đi mua lẻ cũng đã bao nhiêu tiền rồi. 790.000 bạn nhá. Model B32, các bạn mua máy này thì nói là con B32 hộ mình nhá, con Iten đấy, nó là con máy Iten. Rồi ok, có hai con máy đấy, hôm nay mình thanh lý cho bạn trước, những con kia để mình coi lại sạc pin các kiểu là điểu xem lên xài mượt mà ngon lành, thanh lý tiếp các bạn nhé. Rồi bạn nào kết sản phẩm nào hãy alo cho mình qua số điện thoại 0979782366 hoặc là số 0367709123 để đặt cọc mua hàng các bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và luôn ủng hộ shop di động Nhật Nam. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy nhấn vào đăng ký, nhấn chuông để ủng hộ cho mình nhiều hơn. Bạn nào đang xem thì hãy like và chia sẻ video để ủng hộ mình lên trang cá nhân của bạn nhé. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.